sáng ngày 23 tháng 11, tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Dòng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhân kỷ niệm 83 năm ngày khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 23 tháng 11 năm 1940, ngày 23 tháng 11 năm 2023. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Dòng là nơi trước đây thực dân Pháp đã dựng trường bắn để xử kính, xử lén các chiến sĩ cách mạng. Trước đó, đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa, di tích lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm dinh quận Hóc Môn, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn. Ngày 23 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam Dương Hoàng Linh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Quảng Bình, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Linh và bà T là đồng nghiệp ở ngân hàng. Tháng 9 năm 2023, Linh rủ bà này làm dịch vụ đáo hạn tín dụng cho khách hàng với số tiền 1,9 tỷ đồng và đã hoàn thành việc đáo hạn này. Phi vụ này, cả hai hưởng lợi được số tiền 17 triệu đồng. Đầu tháng 10 năm 2023, Linh còn thiếu nợ bà T một số tiền do vay mượn cá nhân từ trước. Không có tiền trả, Linh nảy sinh ý định đưa ra thông tin rằng mình có nguồn khách vay đáo hạn thẻ tín dụng để bà này cho Linh vay tiền. Theo đó, khách hàng của Linh có thẻ tín dụng đã sử dụng hết hạn mức được cấp, nay cần tiền để thanh toán lại hạn mức này cho ngân hàng, nếu không sẽ phải chịu lãi suất trên 30% một năm. Do đó, Linh rủ bà T cho Linh vay tiền để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách, bằng cách bà T chuyển tiền cho Linh để Linh thanh toán dư nợ thẻ tín dụng cho khách. Sau đó, dùng thẻ tín dụng này của khách quẹt thẻ thanh toán, emboss, các khoản mua hàng của các khách hàng khác. Chủ máy emboss sẽ trả lại tiền cho Linh kèm theo tiền hoa hồng, rồi Linh sẽ chuyển tiền gốc lại cho bà T và chia nhau phần tiền hoa hồng. Tổng cộng, bà T đã chuyển cho Linh gần 4 tỷ đồng. Đầu tháng 11 năm 2023, gia đình bà T hỏi ngân hàng thì biết là không có trường hợp nào nộp tiền vào máy emboss để rút ra như thông tin mà Linh đưa ra. Bà vội yêu cầu Linh trả lại tiền thì người này trả được 400 triệu đồng. Số tiền còn lại Linh tiêu xài cá nhân hết. Quá trình điều tra, công an xác định Linh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại công an, Linh thừa nhận hành vi như trên. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, C03, để chiếm đoạt số tiền hàng trăm ngàn tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng 5 phương thức chính. Theo đó, để rút khoản tiền lớn từ SCB, bà Trương Mỹ Lan sử dụng các thủ đoạn thành lập, sử dụng hàng ngàn pháp nhân ma thông qua việc nhờ hoặc thuê hàng ngàn cá nhân, đứng tên khách hàng vay vốn, lập các phương án vay vốn khống, đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện để thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng với đơn vị định giá để hợp thức giá trị, tự lập ra các thủ tục thẩm định, phê duyệt các khoản vay như một hồ sơ vay vốn thông thường để hợp thức hóa và sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, bà Lan sử dụng pháp nhân ma, nhờ hàng ngàn cá nhân mở tài khoản để chuyển lòng vòng rồi chuyển tiền ra khỏi SCB, sau đó rút tiền mặt, cắt đứt dòng tiền và chiếm đoạt. Trong khoảng hơn 2 năm, với thủ đoạn trên, đã rút tiền mặt qua 277 khoản vay của 118 công ty với tổng số tiền hơn 190.000 tỷ đồng. Quá trình điều tra, C03 làm rõ, việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở SCB chi nhánh Sài Gòn theo quy trình. Khi cần sử dụng ngay một số tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới là Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn để nhận tiền. Các cá nhân dưới quyền bà Lan sau đó sẽ lập phiếu chi và các thủ tục hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Một bộ phận khác sẽ hẹn các cá nhân, pháp nhân ma để đến SCB ký chứng từ rút tiền. Kết quả điều tra tới nay, C03 xác định
thời gian từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, ông Bùi Văn Dũng và trợ lý của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên đã vận chuyển tiền từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc về nhà bà Lan, hoặc giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hơn 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ. Nhiều tháng nay, người dân sinh sống trên tuyến đường nối từ quốc lộ 1A đi thôn Tà Mon, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận phải chịu cảnh đường xá mưa là lầy lội, nắng thì bụi mịt mù. Người dân địa phương cho biết, tuyến đường thảm nhựa dài khoảng 3,5 km này trước đây rất đẹp, bà con đi lại thuận lợi. Nhưng kể từ khi được cho mượn để vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì đã bị băm nát. Là một trong những tuyến đường giao thông huyết mạch, nối liền quốc lộ 28 đến trung tâm xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tuyến đường Ma Lâm Thuận Minh cũng đang bị sụt lún nghiêm trọng do việc các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết gây ra. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Bình Thuận có tới 44 đoạn, tuyến đường dân sinh bị hư hỏng, xuống cấp do việc vận chuyển vật liệu thi công hai tuyến đường cao tốc gây ra. Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, trước khi triển khai thi công các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân các huyện có cao tốc đi qua đã thỏa thuận với các ban quản lý dự án. Sau khi mượn các tuyến đường dân sinh để vận chuyển vật liệu thì phải hoàn trả lại nguyên trạng như ban đầu hoặc tốt hơn. Vậy nhưng, dù hai tuyến đường cao tốc đã đi vào sử dụng từ nhiều tháng nay, nhưng nhà thầu, đơn vị thi công vẫn thất hứa với chính quyền và người dân. Mới đây, tại buổi đi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tỏ ra bức xúc khi chứng kiến cảnh người dân phải đi lại trên những con đường bụi bặm, lầy lội. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11, tại đường Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn và thấy khói đen bốc lên cao hàng chục mét, kèm mùi khét, từ nhà kho nằm phía sau một cây xăng. Người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoáng, báo cho lực lượng chức năng. Lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia hỗ trợ dập lửa. Cây xăng gần đó cũng tạm dừng hoạt động, các nhân viên tại đây cũng tham gia dập lửa. Ngay sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại. Sáng ngày 23 tháng 11, thông tin từ Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết đã có báo cáo gửi Thường trực Huyện ủy về thông tin lan truyền trên mạng xã hội việc một cô gái nhiễm HIV lây nhiễm cho hơn 40 người đàn ông. Qua xác minh, Công an huyện Bá Thước làm rõ thông tin trên là không đúng sự thật. Thông tin này đã gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận, tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hình ảnh du lịch huyện Bá Thước. Công an huyện Bá Thước đề xuất Thường trực Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện, không phát tán, đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự địa phương.